Tiểu cảnh không chỉ là một món trang trí đẹp mắt, mà còn là một phương tiện hữu ích để chữa lành tâm hồn. Việc tạo ra và chăm sóc một tiểu cảnh không chỉ giúp chúng ta kết nối với thiên nhiên mà còn làm dịu đi tâm trạng, giảm căng thẳng và tạo ra một không gian yên bình, tĩnh lặng trong lòng. Người chơi tiểu cảnh là những nghệ nhân của không gian. Họ tạo ra những bức tranh sống động từ đất, cây và đá, biến những góc khuất nhỏ bé thành các vùng đất mơ ước, nơi mà tâm hồn có thể tìm thấy sự yên bình và an lành.